Bố đi à? Ừ, con nhà nhé. Ừ. Cho bác cặn cái to một tí này. Bố làm cái tên. Bố đi chung á. Có lấy cái nọ cho bố. Cho con ở nhà nhé. Vâng. Bố đi một ngày hai ngày bố về nhé. Vâng. Con ở nhà khắc nộp cơm ăn đi. Xong đi học nhé. Vâng. Con cứ đi chợ thì con lấy cái gừng kìa nhé. Vâng. Con thê đâu có chị không? Chị á, ở trong nhà. Con lấy chị chị ở đâu?
bố đi à? Ừ, con ở nhà nhé. Ừ. Ừ, bố đi 2 ngày bố về đấy. Con ở nhà.
sai cái tiền đấy. Cho bà bác chọn cái to một tí này. Đấy, cái này rồi. Này bán hết thì bao nhiêu? Bán hết thì 50.000. 50.000 hả? Vâng. Rồi thế lấy hết cho cô đi. Thank you.